Hi, chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình về MotoGP. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về Fabio Quartararo. Tại sao chúng ta lại nói về Fabio Quartararo tại cái thời điểm này của mùa giải? Vâng, thưa các bạn, từ đầu mùa giải đến nay chúng ta đã nói rất nhiều về Yamaha và Fabio Quartararo chạy một chiếc xe được xem là yếu nhất ở MotoGP, nhưng mà những cái gì mà Fabio Quartararo làm được phải nói là quá xuất sắc. Và những cái chặng đua thành công đầu mùa giải năm nay á, đặc biệt là tính đến giữa mùa giải ha, thì vẫn giữ Fabio Quartararo ở đỉnh bảng, nhưng mà cái khoảng cách giữa Quartararo và tay đua xếp thứ hai là Francesco Bagnaia chỉ còn là 3 điểm khi mùa giải này chỉ còn 3 chặng nữa là kết thúc. Nguyên nhân là chúng ta thấy từ lúc mà quay trở về từ kỳ nghỉ hè rồi các bạn, thì thành tích của Quartararo và Yamaha thực sự là không tốt một chút nào cả, cộng với đó là cái phong độ rất cao của Ducati và Francesco Bagnaia, cộng với những cái yếu tố liên quan khác, chẳng hạn như là các cái tay đua khác cũng giành điểm từ Fabio Quartararo, cho nên là khoảng cách bây giờ chỉ còn là 3 điểm mà thôi. Và ba chặng tới đây thì cơ hội được chia đều cho hai tay đua của Yamaha và tay đua của Ducati. Cơ hội là 50-50, không có ai hơn ai ở cái giai đoạn này của mùa giải cả, cho dù là khoảng cách là 3 điểm nha các bạn. 3 điểm này cũng có một cái vai trò hết sức quan trọng ha. Rồi bây giờ á, thì mình sẽ cố gắng là đưa ra một cái nhận định, có phải là Fabio Quartararo đang run sợ ở cái thời điểm này của mùa giải hay không, hay là Fabio Quartararo có những cái toan tính khác. Như các bạn cũng đã biết thì sau cái chặng Thái Lan á, thì Quartararo không trả lời phỏng vấn bất cứ một cái cơ quan báo chí nào, cơ quan truyền thông nào, không trả lời bất cứ một cái câu hỏi nào từ giới media. Và đây là cái quy định của MotoGP ha, sau chặng đua thì tất cả các cái tay đua đều phải trả lời báo chí, đều phải trả lời những cái câu hỏi liên quan đến cái chặng đua của họ. Nhưng mà Quartararo không trả lời với bất cứ một cái cơ quan truyền thông nào, cũng như là không nói chuyện với các nhân viên của Yamaha luôn. Và lãnh đội của Yamaha thì nói là hãy để cho Quartararo bình tĩnh lại, hãy để cho Quartararo cảm nhận được cái nỗi buồn, thẩm thấu cái nỗi đau, thì sau đó chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau, chúng tôi sẽ nhìn vào dữ liệu, chúng tôi sẽ phân tích xem cái chặng đua này nó đã đi sai đường ở chỗ nào, có thể là như vậy ha. Và sau đó sẽ đưa ra những cái chiến lược, những cái chiến thuật cho ba cái chặng cuối của mùa giải năm nay. Và các bạn thấy như lúc nãy mình nói thì cái khả năng mà Quartararo mất đi cái chức vô địch mùa giải năm nay rất là cao ha, rất là cao. Đặc biệt là với cái phong độ đang lên, cũng như là cái sự thống trị của phong độ đang lên của Bagnaia này, và cái sự thống trị của Ducati ở MotoGP, thì thực sự Fabio Quartararo rất khó. Không phải là không thể, nhưng mà rất khó để có thể bảo vệ chức vô địch mùa giải năm nay nếu như ba chặng đua cuối cùng tay đua người Pháp không thể hiện một cái phong độ hủy diệt như là đầu mùa giải năm nay. Và điều này á thì mang lại những cái kỷ niệm, những cái ký ức về cái mùa giải 2009, khi mà các bạn thấy là 2020 các bạn, khi mà Quartararo dẫn đầu bảng tổng sắp trên 9 chặng trên 14 chặng ha. Tính đến chặng thứ 9 của mùa giải đó thì Quartararo vẫn dẫn đầu, nhưng mà kể từ đó trở về cuối mùa giải á, thì cái phong độ gọi là rất thê thảm của Quartararo đã dâng chức vô địch cho Juan Mir của Suzuki. Đó, các bạn thấy là cái bóng ma về cái thất bại đó nó đang quay trở lại, và không biết là cái chuyện đó nó có ảnh hưởng đến phong độ, đến cái suy nghĩ của Quartararo ở ba cái chặng cuối cùng của mùa giải năm nay hay không. Thực sự thì cái cơ hội vẫn còn đó cho Quartararo, nhưng mà cậu ấy phải thể hiện một cái phong độ xuất sắc, một cái phong độ gọi là đánh gục những cái chiếc xe của Ducati ở Phillip Island, ở Malaysia cũng như là ở Valencia. Có thể ở Phillip Island và Malaysia thì Yamaha M1 sẽ có cơ hội nếu như điều kiện thời tiết ok ha. Và nếu như điều kiện thời tiết không ok thì cái cơ hội nó càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Còn ở Valencia thì các bạn thấy đây là một cái sân đua
mà Yamaha M1 gặp rất là nhiều khó khăn trong những năm gần đây. Trong khi đó thì Ducati đã khắc phục được cái điểm yếu ở cái sân đua này và tràn trề cơ hội giành được những cái kết quả mà có thể đưa Bagnaia giành chức vô địch ha. Thực sự là có một cái gì đó bực dọc, một cái gì đó tức tối, một cái gì đó không thể hiểu được ở Quartararo. Tại vì như lời của Quartararo nói á, thứ sáu thứ bảy ở Thái Lan là những cái khoảng thời gian rất là tốt đẹp các bạn. Tại vì trời nắng chạy rất là đã và team Yamaha cũng như là Quartararo hy vọng là tràn trề hy vọng là có được một cái thành tích tốt ở Thái Lan để mà tạo bước đệm cho những cái chặng cuối của mùa giải. Nhưng mà hóa ra thì không phải như vậy, hóa ra không phải như vậy, hóa ra là Quartararo về đích ở vị trí 17 trong khi Bagnaia về đích ở vị trí thứ ba, và điều đó làm cho cái cơ hội giành chức vô địch của tay đua người Pháp càng trở nên phức tạp hơn. Bây giờ cơ hội là 50-50, có thể là Quartararo 51, có thể là Bagnaia 49 và có thể là ngược lại, tại vì chúng ta không biết là liệu Yamaha có thi đấu tốt ở ba cái chặng đua cuối cùng hay không. Nhưng mà chúng ta biết là nhiều khả năng Ducati sẽ thi đấu tốt ở Phillip Island, ở Malaysia và ở Valencia. Do đó là nếu muốn bảo vệ cái chức vô địch thế giới của mình thì Quartararo phải thể hiện một cái phong độ gọi là thần sầu ở những cái chặng cuối cùng của mùa giải năm nay. Tất nhiên rồi, sau một cái mùa giải đầy khó khăn, sau một cái mùa giải dài đằng đẵng như thế, sau một cái mùa giải với rất nhiều sự nỗ lực như thế, không ai muốn mất chức vô địch vào những cái chặng đua cuối cùng của mùa giải này cả. Có thể là một đội nào đó vô địch sớm 5 vòng á thì mình vẫn cảm thấy không quá buồn ha, tại vì cái phong độ hủy diệt của họ, một cái phong độ đỉnh cao của họ. Nhưng mà nếu mà mất chức vô địch ở những cái chặng cuối cùng, ở những cái khúc cua cuối cùng như thế này thì thực sự đó là một cái niềm đau rất là khó để mà nguôi ngoai cho không chỉ cho Quartararo đâu mà cho bất cứ ai các bạn. Thực sự là một cái nỗi đau như thế ha. Còn Francesco Bagnaia thì có thể là sẽ thoải mái tâm lý hơn một chút, tại vì không chỉ là đang có phong độ cao mà xung quanh Bagnaia còn có những chiếc xe Ducati khác có thể là hỗ trợ phần nào. Cho dù là Bagnaia có nói tôi không muốn vô địch nhờ vào những cái chuyện như thế, hoặc là những cái mà gọi là được tạo ra bởi giới truyền thông, nhưng mà thực sự thì khi mà có 8 chiếc xe Ducati ở trên đường chạy và cái cơ hội giành chức vô địch của Bagnaia lớn hơn bao giờ hết, thì Ducati chắc chắn, nói chắc chắn thì nó cũng hơi gọi là hơi 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 vội vàng, nhưng mà thực sự thì vẫn có một cái gì đó muốn Ducati giành cúp vô địch mùa giải năm nay. Rồi các bạn đánh giá như thế nào về cơ hội giành chức vô địch của Bagnaia, hay là cơ hội, hay nói một cách khác là cơ hội để Fabio Quartararo bảo vệ cái chức vô địch của mình? Các bạn có thể để suy nghĩ của các bạn vào trong phần bình luận của video này, và chúng ta sẽ chờ đến 10 giờ sáng chủ nhật tuần này ha, để xem chặng Úc GP, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái video về MotoGP tiếp theo. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Bye.